Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 14 tháng 9, có khoảng 8.000 giáo viên, học sinh của Đà Nẵng đang còn ở tại 55 tỉnh, thành phố khác. Hiện ngành giáo dục đang tiếp tục rà soát, thống kê chính xác số liệu này, kèm những thông tin cần thiết phục vụ việc cho phép giáo viên, học sinh về lại thành phố. Ghi nhận tại các trường học trên địa bàn quận Hải Châu. Tuy bậc học mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến, nhưng từ khi bắt đầu năm học mới 2021-2022 đến nay, trường mầm non Bình Minh, phường Thuận Phước, quận Hải Châu vẫn giữ liên lạc với phụ huynh học sinh để đồng hành cùng gia đình trong việc giáo dục trẻ tại nhà, đồng thời nắm bắt số lượng giáo viên, học sinh chưa thể trở lại thành phố vì dịch. Sau khi rà soát thì trường Bình Minh là có 12 học sinh đang ở các tỉnh, thì có 7 bạn là phụ huynh có nhu cầu cho con được quay về Đà Nẵng. Về phía giáo viên thì trường có 2 giáo viên và 1 cô cấp dưỡng rất muốn được về Đà Nẵng lại, nhưng do tình hình là xe cộ không có lưu thông, cho nên rất là mong muốn được sự hỗ trợ của chính quyền để cho về để tham gia các hoạt động cùng với nhà trường. Qua thống kê sơ bộ, hiện quận Hải Châu có gần 1.000 học sinh, gần 300 giáo viên đang ở các tỉnh thành khác chưa về lại Đà Nẵng. Các trường học trên địa bàn quận đang tiếp tục rà soát để đảm bảo không bỏ sót trường hợp nào. Đến thời điểm này, nhà trường cũng đang tiến hành thống kê để thực hiện báo cáo. Thì qua thống kê đến thời điểm này thì nhà trường có 6 giáo viên đang ở ngoài tỉnh và 28 em học sinh ở ngoài tỉnh. Thì trong 28 em học sinh này thì có 22 em là vẫn tham gia học online cùng với nhà trường, và có 6 em học sinh là phải học tạm tại cái địa điểm nơi cư trú ở ngoài tỉnh. Trong quá trình liên hệ với giáo viên, phụ huynh, học sinh, nhiều vấn đề liên quan đến cách thức di chuyển, quy trình cách ly sau khi trở về đã được đặt ra. Làm thế nào để có thể vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình di chuyển, làm việc và học tập của giáo viên, học sinh và cả phụ huynh đi kèm? Sở Giáo dục Đào tạo quận Hải Châu cũng đã làm công văn triển khai đến các trường, và hiện nay thì các trường đã thống kê cái con số gửi về cho phòng để chúng tôi tổng hợp gửi về sở. Thì qua thống kê khảo sát thì với số lượng này thì giáo viên người ta cũng đặt ra nhiều cái câu hỏi cho ngành, thì liệu người ta quay trở về khi được thành phố tạo điều kiện thì có phải cách ly hay không, và nhiều cái việc tiếp theo, thì cái này thì chúng tôi cũng đang xin ý kiến và chờ cái trả lời của cơ quan y tế. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phương án cho phép học sinh, giáo viên đang ở ngoài thành phố trở về trước ngày 1 tháng 10. Đối với học sinh của thành phố có nhu cầu học tạm tại các tỉnh, thành phố khác, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã liên hệ với các tỉnh bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho những học sinh này được học tập đến khi về lại địa phương.